Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, đến nhà chơi với nhau là cách để gắn kết mối quan hệ thêm bền vững. Thường chị em phụ nữ mỗi khi rảnh rỗi hay tụ tập đến nhà ai đó để ăn uống hay tám. Điều này không có gì xảy ra nếu như bạn biết giữ ý tứ trong hành vi và lời nói. Tuy nhiên, có một số người vì nghĩ rằng mối quan hệ với chủ nhà vốn thân thiết nên vô tình làm 3 việc sau đây, khiến người khác phải khó chịu và đánh giá không tốt về bạn. Đó là 3 việc gì? Mời bạn nghe video này để có kinh nghiệm nhé! Thứ nhất, không bình phẩm chuyện gia đình người khác. Một người trên mạng đã kể một câu chuyện về việc anh ta có một người bạn thân. Trong thời gian khó khăn về tài chính, anh đã chia sẻ câu chuyện này với người bạn của mình. Một ngày nọ, khi ông chú của người bạn thân trở về từ công tác, cả hai đã ghé thăm nhà ông chú để chơi. Mọi người đang trò chuyện hăng say về những bí quyết kinh doanh của ông chú. Đột nhiên, người bạn thân nói với ông chú: "Chú có nhiều tiền, vậy cho bạn cháu vay một ít đi." Ngay sau khi nghe những lời này, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng. Câu nói này làm cho ông chú, dù trả lời hay không, đều gây khó xử cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống, chúng ta cần hiểu và tuân thủ các quy tắc cơ bản trong giao tiếp. Chuyện của người khác là chuyện của họ, không liên quan gì đến chúng ta. Đừng dễ dàng thể hiện quan điểm và đề xuất về những điều không phải là của chúng ta. Nếu không, chúng ta có thể làm mất lòng người khác mà không hay biết. Thứ hai, không quá tự nhiên. Khi bạn đến thăm nhà người khác dưới tư cách là khách, hãy tránh biểu hiện lười biếng và không nên quá tự nhiên chỉ vì bạn cho rằng bạn và chủ nhà đã quá thân thiết. Luôn giữ thái độ như bạn mới gặp gỡ nhau lần đầu, và nếu cần, hãy mang theo một món quà nhỏ. Khi bạn là khách, bạn phải thể hiện sự tương xứng trong cảm xúc và hành động. Đừng nên thực hiện có những hành vi bất lịch sự sau đây sẽ khiến hình ảnh của bạn xấu đi. 1. Không tự tiện mở cửa. Tự ý mở cửa vào nhà người khác khi được mời đến chơi là hành động có thể khiến bạn bị mất điểm ngay lập tức. Hãy tránh tối đa việc tự ý vào nhà ai đó. Thay vì tự tiện xông vào nhà, bạn hãy bấm chuông và chờ đợi. Ngay cả với trường hợp đó là nhà của người hàng xóm hay cô bạn thân thiết, bạn vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu là bấm chuông cửa để báo cho chủ nhà biết, kể cả khi cửa nhà không khóa. Việc làm tuy nhỏ này sẽ giúp bạn tạo thiện cảm nhất định đối với chủ nhà, làm cho họ không cảm thấy mình bị làm phiền đến sự riêng tư và thấy được sự tôn trọng của người khách đến. 2. Không đi giày xếp vào nhà. Không ai thích sàn nhà đang sạch sẽ bỗng in đầy vết chân giày dép của khách đến, phải không? Đặc biệt là trong trường hợp bên ngoài đang mưa. Khi đến nhà người khác, hãy chú ý xem họ có đi xếp trong nhà hay không, hay có yêu cầu mọi người để giày dép ở ngoài không. Việc để dép ở ngoài thể hiện sự tôn trọng chủ nhà và cũng thể hiện sự quan sát tinh tế của người đến chơi. Đừng để mất điểm chỉ vì một hành động nhỏ này nhé! 3. Thoải mái mở tủ lạnh. Nhiều người đơn giản nghĩ rằng chủ nhà đã mời mình đến chơi thì việc tự mở tủ lạnh để tìm kiếm vài món đồ nhấm nháp là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, không chủ nhà nào cảm thấy thoải mái khi khách của mình tự tiện mở tủ lạnh mà không hỏi trước. Nếu bạn cảm thấy đói hay muốn một thứ gì đó để nhấm nháp, bạn có thể đề xuất với chủ nhà. Trong trường hợp bạn đến dùng bữa ở đó, hãy đề nghị cùng vào bếp và giúp chủ nhà thực hiện bữa ăn, hay cùng nhau dọn dẹp, rửa chén sau khi ăn xong. 4. Xông vào phòng ngủ, nơi riêng tư. Phòng ngủ hay những nơi riêng tư khác thuộc về cá nhân và trừ khi được chủ nhà chủ động mời. Đừng bao giờ tự tiện xông vào. Đây là lỗi khá phổ biến của rất nhiều người, đặc biệt là khi đến thăm nhà của vợ chồng trẻ. Do tò mò về không gian sống nên họ không ngần ngại mở cửa vào thẳng những căn phòng vốn dĩ nên nhận được sự cho phép trước. Không ít người còn để những đồ cá nhân như túi xách, mũ, bảo hiểm, áo chống nắng ở giường phòng ngủ. Tốt nhất, việc vào phòng ngủ, nơi riêng tư của người khác nên nhận được sự đồng ý. Đặc biệt, đây còn là nơi để các vật dụng cá nhân, không nên tự tiện xâm phạm nhằm tránh những rắc rối không mong muốn sau này. Thứ ba, không than ngắn thở dài, nói điều tiêu cực. Có thể khẳng định rằng việc than thân trách phận là vô ích và không có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề, cũng không làm cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn. Sự than vãn và kêu ca chỉ chứng tỏ rằng chúng ta không thể tự giải quyết được vấn đề của chính mình. Hơn nữa, nó còn tác động tiêu cực đến người xung quanh, đặc biệt là khi chúng ta làm khách trong một gia đình nào đó. Những người có EQ cao thường không thể hiện những thái độ đó. Thay vào đó, những người thông minh, cảm xúc, biết cách tạo thêm niềm vui cho mọi người, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống để giảm căng thẳng và xây dựng sức bền lâu dài. Họ có ý thức cân bằng tốt trong giao tiếp giữa các cá nhân. Họ không muốn xâm nhập vào cuộc sống của người khác, tránh việc bị coi thường do quá quen thuộc và không mang đến những suy nghĩ tiêu cực cho gia đình của người khác, từ đó gây căng thẳng trong quan hệ. Bằng việc hiểu rõ những chi tiết nhỏ này, bạn có thể trở thành một người được tôn trọng, có khả năng giao tiếp thoải mái với mọi người mà không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Chồng mất mặt vì vợ ăn nói quá vô duyên. Bạn thân mến, người ta thường nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Mẹ tôi đã ngâm câu ấy khi lần đầu tiên tôi dẫn người yêu về nhà ra mắt. Ba tôi còn đế thêm, họa ở cái miệng, phúc cũng ở cái miệng. Gà mái không thể gáy to hơn gà trống được. Thời trẻ đã nói nhiều thì càng về già càng nhiều chuyện hơn. Tuy nhiên, tôi lại thấy đó là ưu điểm. Khi yêu thì người ta yêu cả tính nết, yêu cả tiếng ngáy khò khò, yêu cả những câu nói vô duyên. Chính vì thế nên tôi thấy cái nết hay ăn hay nói của người yêu vừa nhí nhảnh, dễ thương, lại thật thà, tự nhiên, đáng yêu đến thế kia mà. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Từ ngày tôi lấy vợ thì cuộc sống của tôi không có lấy được một ngày yên bình. Nói thật lòng, khi vợ tôi là người tốt, chỉ mỗi tội, theo như cách nói của người đời, là khẩu xà tâm Phật. Một lần, vợ chồng tôi đi đám tang một bạn đồng nghiệp. Lúc nghe bác hàng xóm nhà bạn than thở, khu này đang bị xớp đấy. Năm ngoái là một cụ đồng ngõ, vài tháng sau đến cụ bà ở nhà tiếp theo, giờ lại đến nhà này. Thì vợ tôi buột miệng, thế thì bác cẩn thận, không sắp đến phiên của bác đấy. Sau đó, thấy mình lỡ lời, vợ tôi phải vội bào chữa. Thấy vợ khó xử, tôi ngay lập tức lái câu chuyện sang hướng khác. Lại may vì hôm đó, bác hàng xóm kia không để bụng, nếu không chắc vợ chồng tôi bị chửi te tua. Học ăn, học nói. Những lời nói vô duyên thì ai cũng một vài lần mắc phải. Đó có thể là lời trêu đùa, khen chê, nhưng không được đặt đúng chỗ, đúng lúc. Có điều hiếm khi mới lỡ lời thì dễ được bỏ qua, không bị truy cứu. Nếu nói năng, ứng xử tùy tiện liên tục thì có thể khiến người bạn đời cảm thấy mất mặt. Phụ nữ thường bị đánh giá về lời ăn tiếng nói hơn so với nam giới. Nhất là khi đã kết hôn thì hay bị nhà chồng, thậm chí cả họ nhà chồng săm soi. Khi đó, một câu nói vụng về có thể làm mất thiện cảm của người đối diện. Họ sẽ nghĩ người phát ngôn này ứng xử kém, vô duyên, hoặc có tâm hồn không trong sáng. Nguyên nhân có thể do tính trẻ con, chưa biết cách ứng xử, cũng có thể do chịu tác động từ môi trường sống hoặc làm việc. Khi đã thành thói quen và tính cách, thì có khi chính người trong cuộc cũng không biết mình đang vô duyên, làm chồng mất mặt. Hơn nữa, ranh giới giữa lời trêu đùa và vô duyên là khá mong manh. Cũng lời nói đó, trong hoàn cảnh này được chấp nhận, thì trong hoàn cảnh khác lại bị cấm. Biết cách ứng xử phải trải qua cả quá trình, không tự nhiên mà có. Quan trọng là khi bị người bạn đời, người thân, người xung quanh phàn nàn về cách ứng xử, thì người nói cần nhìn lại bản thân. Góp ý của người ngoài bao giờ cũng khách quan và cần được xem xét. Nếu biết mình hay bị hớ chỗ nào thì cần lưu tâm đến chỗ đó. Có thể tự đặt những tình huống giả tưởng và học cách ứng xử, như trong đám hiếu, đám hỉ thì điều gì nên nói, điều gì cần tránh. Khi khen chê người khác thì nên nói gì, không nên nói gì. tự hoàn thiện bản thân cũng là cách để duy trì hạnh phúc vợ chồng. Bạn thân mến, ông bà xưa luôn dạy chúng ta luôn phải giữ ý tứ trong cách đối đãi với những người xung quanh qua những câu nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hay ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Mặc dù xã hội ngày nay thoải mái hơn trong cách giao tiếp giữa người với người, nhưng nếu bạn giữ được sự lễ độ khuôn phép thì sẽ được người khác tôn trọng hơn và muốn xây dựng mối quan hệ bền vững với bạn. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.